Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Thắng Biker. Hôm nay mình sẽ cập nhật mấy con xe phân khối lớn, mấy con mới về và cả mấy con cũ cho anh em. Thì phân khối lớn này thì cũng đang giảm giá rất là mạnh luôn, thì giảm từ 5 đến 15 triệu từ lấy xe nhé. Đấy, thì hôm nay sẽ cập nhật giá cho anh em luôn và mấy con mới về. Thì anh em nào mà quan tâm thì anh em cứ tới địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gian Bình Dương nhé. Số điện thoại là 0976741725. Hiện tại cửa hàng có nhận giao lưu và cho đổi với tất cả dòng xe. Anh em nào muốn lên xe phân khối lớn thì em cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng, hoặc là em có thể gọi để trực tiếp đến số điện thoại để trên màn hình cả dưới phần mô tả cho anh em ha. Đấy. Còn anh em nào mới xem video của mình mà chưa đăng ký kênh, hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông đăng ký để cập nhật video của mình, hoặc là chia sẻ ủng hộ cho mình ha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật mấy cái dòng phân khối lớn cho anh em. Chung là phân khối lớn thì hiện tại thì mình thấy là rất là nhiều dòng xe, đầy đủ những cái dòng cho anh em lựa chọn luôn, nên anh em cũng yên tâm ha. Thì tại cửa hàng thì anh em nếu mà chưa đủ tiền thì cửa hàng có hỗ trợ trả góp cho anh em ha. Ngân hàng trả góp tối đa thì khoảng cỡ 50 triệu, anh em chỉ cần chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu photo nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào chi tiết cho anh em. Rồi. Thì mấy cái dòng phân khối lớn thì mình sẽ cập nhật mấy cái dòng giảm cho anh em nè. Thì mấy con CBR 500R hiện tại thì cửa hàng đang giảm là 15 triệu một chiếc nhé, 15 triệu một chiếc. Còn CB500F thì giảm 10 triệu một chiếc. Đó. Và mấy cái dòng 300cc thì giảm 5 triệu một chiếc nhé. Mấy cái dòng Z1000, Z8 thì giảm 10 triệu. Đấy. Ok. Hôm nay mình sẽ xem có dòng nào về ha. Thì hôm nay thì về có CBR250RR. Đấy. Thì hôm nay có Z8 mới về này. Đó, Z8 mới về nha. Đó. Có Ninja 400. Đó. Ninja 400 rồi CBR250RR. 250RR hiện tại thì về là còn 4 chiếc, 4 chiếc nhá. Đó, mình sẽ cập nhật bên dưới lên cho anh em ha. Đây. Đây là CBR250RR, đây trên đây 3 chiếc, còn dưới kia 1 chiếc. Cập chiếc dưới này cho anh em nhá. Con này mới về nhìn khác đẹp, lên tem gì đó. À, lên tem chùm nhá anh em nhá. Lên tem chùm rồi. Đó. Đó, 120. Đó. Ok, mình sẽ xuống bên dưới nè. Bên dưới này thì có con CBR250RR. Con này thì hôm trước mình có cập nhật co cho anh em, là con này là lên full ốp carbon. Đây là quạt carbon fiber nha anh em ạ. Đó. Đó, ốp carbon. Đấy. Coi như là dàn áo cái anh mũ con này á. Đó là ốp carbon. Full dàn áo luôn anh em nhá. Để xem giá con này nhá. Thì hiện tại thì cửa hàng khuyến mãi đến hết ngày lễ 1 tháng 5. Đó. Ok. Odo đi con này Odo đi 13 ngàn. Giá là ôi con này sao mất giá luôn rồi. Giá là 129 gì đó. Đó. Ồ, ốp carbon. Lên bảo vệ tay thắng đồ chơi. Con này lên một cái bộ AK đó. Lên chống đổ ha. Đấy, ô đô này. Ô đô con này đi 13.000 cây. Đó, mới đi 13.000 cây anh em nhé. Đấy. Đi 13.000 cây. Lên chống đổ này. Đổ này khá khủng ha. Đấy. Ốp carbon này. Đấy. Khá chất. Đây. Con biển 38 anh em nhé. Biển 38. Đấy. Ốp carbon luôn anh em này. Đó. Đây carbon ha. Đấy. Ok. Anh em làm quan tâm dòng gì em cứ tới trực tiếp cửa hàng hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0976741725 nhé. Ok, thì mình sẽ lên đây. Bên đây thì có mấy con 250RR, con biển 94, biển 63 này. Con này đang rút hồ sơ rồi. Đó. Giá con này cho anh em nhé. Con này thì
biển 94 2018 nhá, giá là 123 triệu. Đấy, con này thì giảm đang giảm 3 triệu này. Đó, 3 triệu 120 triệu. Đấy. 120 triệu. Xe rất đẹp nhá, màu đen nhám. Xe thì con này thì xe zin từ đầu đến đuôi luôn anh em ạ. Sẽ bật chìa khóa lên cho anh em xem. Đây, Odo 10.000 cây. 10.000 cây em nhé. Máy móc thì thầm em ru luôn. Đó, rất đẹp. Thuộc Showa. Con này là động cơ hai máy em nhé, ABS trước sau. Đấy. Ok. Tiếp theo. Này thì có con dán tem chùm. Đó, dán tem chùm thì con này mình thấy là lốp này, đó, cái còn gáy gió luôn. Rất mới nha. Giá nó là 129 triệu. Đấy. Đời 2020 biển 63 nhé. Hiện tại giảm 3 triệu còn 126 triệu thôi. Con này hai chìa khóa zin. Ô đồ mới đi 8.000 cây em nhé. Đi mới đi 8.000 cây à, xe rất mới luôn. Đó. Rồi, tiếp theo con trong này thì đời 2019 này, đang rút hồ sơ nhá, màu đen nhám. Màu đen nhám thì con này giá là 123 triệu. Đó, hiện tại thì con này đang giảm 8 triệu nhưng mà giảm 8 triệu còn 115 triệu thôi. 115 triệu nhá. Đó, giữ hồ sơ sẵn. Ok. Ồ, xe phân khối lớn khá là nhiều nên mình sẽ lướt giá cho anh em, qua giá cho anh em nhá. Nên anh em nào mà đang cần quan tâm xe gì thì anh em cứ tới trực tiếp cửa hàng hoặc là gọi điện trực tiếp nhá. Đó, mình sẽ lướt báo giá lướt qua thôi. Mình tại vì xe rất là nhiều nên mình sẽ không thể quay kỹ hơn cho anh em được ha, nên anh em làm một cái chi tiết anh em tới trực tiếp cửa hàng nó sẽ kỹ hơn ha. Ok, mình sẽ cập nhật mấy con xe mới nha. MT03 mới cũng còn rất là nhiều. Xe này là nhập từ nhà máy về luôn anh em nhá. Đó, từ nhà máy về luôn, anh em yên tâm luôn, bảo hành chính hãng cho anh em luôn. Con này thì hiện tại thì 109 này, giảm 3 triệu. Đó, còn 106 triệu. 106, mấy cái con MT03 mới này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh em, hỗ trợ trả góp cho anh em khoảng 70%, anh em chỉ cần đưa trước khoảng 30 triệu thôi. 30 triệu thì khoảng đưa sẽ được lấy được một MT03 mới về ha. Đó, đây là xe mới nhá. Lọt này xe mới này. Đó. Còn một số xe mới luôn. Đây là xe mới trong hãng về luôn, trong nhà máy ra luôn anh em nhá. Đấy. Ok. Thì ở đây hiện tại thì có mấy chiếc MT03 cũ nữa này, MT03 cũ và con R3 cũ. Đấy. Đây là MT03 cũ, đời con này đời 2018 nhá. Giá là 87 triệu anh em nhá. Đó, 87 triệu. Con này thì cũng đang rút hồ sơ rồi, đời 2018. Đó. Ok. Con này lên đèn chiếu sáng nha, lên một cái bộ đồ chơi. Đó, cái dòng này thì nó là cũng động cơ hai máy ABS trước sau. Đó, ok. Rồi, tiếp theo anh em một con nữa là BMW 310G, con này đời 2019 nhá. Biển 75. Giảm là 103 triệu. Đó, 103 triệu. Hiện tại thì cửa hàng cũng đang giảm giá ha. Đó. Giảm giá hình như con này còn 100 triệu. Đây là dòng nhỏ nhất của con dòng BMW. Con này thì thuộc upside down ABS này. Đó, ok ha. Xe zin từ đầu đuôi rất đẹp luôn. Đó. Ok. Logo BMW này. Đó. Chất luôn. Rồi, tiếp theo, giới thiệu anh em con R3 Rama R3, con này 2018 nhá. Giá là 85 triệu. 85 triệu. Đó, hiện tại thì cũng đang giảm 1 triệu. Đấy. Con này biển 82. Đó. Rồi, ok. Đây dòng Bentley 302. Con này đời 2016 nhá, biển 43. Giá là 60 triệu 900. Đấy. Hiện tại cũng giảm 900 thôi, 60 triệu. Đấy. Con này có lên đi cầu này ha. Đi đông đồ chơi. Đó, ok. Lên trên này ha. Trên này thì mấy cái đồng thì beo 500.
Kia 500 thì hiện tại cũng đang giảm 5 triệu nha anh em nhé. Ok, Kia 500 2018 đời 2018 biển 59 nhá. Giá là 150 triệu, giảm 5 triệu thì còn là 145 triệu. Đây, cái dòng này thì nó là động cơ hai máy ABS trước sau. Đấy, thì nó khác nhau với động cơ 300 với 200 à 300 với 500 là con 500 thì có động cơ hai máy thôi, còn hình dáng cũng y như nhau thôi ha. Đó. Con này cũng 500 luôn, thì béo 500. Đời 2019 nhá. Biển 47 giá là 150 triệu. Hiện tại cũng đang giảm 5 triệu thì còn 145 triệu. Đấy. Con này lên một số option như là lên cho cây phuộc này, thì nó hầm hố luôn. Đây con này lên ốp đầu đèn này, đó, lên một cái này là gọi gì ta? Một cái che trước này gọi là gì ta? Đó, mình cũng gọi là gì á? Ốp lốc máy này, lên một cái bô đồ chơi nữa ha. Đó. Nhìn khá là đẹp. Lên gương gù, đó. Ok. Rồi, tiếp theo. Cũng là review 500, con này đời 2020 luôn ha. Đời 2020, giá là 159 triệu nhá. 159 triệu, đấy. Biển 59 luôn, đi 2648 cây. À không phải. Đi mới 1456 cây nhưng mà ok, mới đi hơn ngàn cây. Giá 159 hiện tại cũng dăm 5 triệu. Còn 154 triệu nhá. Đấy. Con này thì mình thấy là lên chống đổ thôi, để xe vẫn là xe zin luôn. Ok, tiếp theo là dòng 300, con đang rút hồ sơ rồi. Đời 2019 giá là 92 triệu anh em nhá. Đó, 92 triệu, con này cũng lên option như là lên ốp đầu đèn này ha, lên kính cái đèn chiếu sáng và cái ốp đằng trước. Ốp giống ốp mổ cày á. Lên một cây bô. Rồi ha. Rồi, tiếp theo đến dòng 600cc. Đây là hai chiếc Z650. Con này thì biển 59 này, biển 59 nhá, giá là 142 triệu. Đời 2017 nhá. Đó, tại vì đang giảm 5 triệu anh em nhá. Đó. Còn 137 triệu thôi. Đó. Dòng này thì nó động cơ hai máy. Đó. Next buy. Ok, tiếp theo cũng là Z650, biển 67 này, đời 2018 giá là 149 triệu nhá. Hiện tại cũng đang giảm 5 triệu thì còn 144 triệu. Đó. Xe rất đẹp luôn ha. Rồi, mình sẽ lên bên trên. Bên trên này thì có Ninja 400. Ninja 400. Đây Ninja 400 nhá. Ninja 400 thì con này đời 2019. Đó. À không, xin lỗi anh em nhé, con này là 650 chứ. Ờ, hình dáng mình nhìn xa xa giống con 400. Con này là Ninja 650. Đó. Dòng 650 này thì nó cũng là động cơ hai máy thôi. Đó, hình như là nó chung với con Z650 kia luôn á. Đó. Đó, xe rất đẹp luôn. Đời 2019 anh em nhé, giá là 143 triệu. Đó. 143 triệu. Ô đô con này mới đi 8.000 cây, biển 29 nhá. Biển 29. Đó. Ok. Xe xíu đẹp luôn. Mình có thấy là lên cái bộ đồ chơi và lên chống đổ nè. Đó. Hình dáng thì em thấy đầu đèn thì nó nhọn nhọn giống như con 400. Đấy. ABS trước sau, động cơ hai máy. Đấy. Ok. Đây. CBR 500R thì cái dòng này đang giảm 15 triệu một chiếc nha anh em nhá. Đó. Con này thì nó cũng là động cơ hai máy thôi, ABS trước sau. Đấy, mấy con này là xe rất mới nhá. Đó. Giá nó là 163 triệu. Đó. 163 triệu là chưa giảm nhá. Anh em cứ trừ giá 15 triệu thôi. Đấy, con này năm 2020 luôn, xe rất mới. Mấy con này cũng đời 2020 hết nhá. Đó. Con 2020 coi con này 2019 này. Con này thì biển 68 này. 2020 giá là 163 triệu. Giảm thêm 15 triệu nữa nhá. Đó, ok. Xe rất đẹp. Đó. Con này biển 47 này 2019. Đó. Giá là 157 triệu. Hiện tại cũng ăn giảm 15 triệu anh em nhá.
Lên con này có lên cái bô AK. Đùi vẫn là đùi zin, đó, lên cái bô thôi. Đầu là zin hết nha. CB500F thì hiện tại thì đang giảm giảm 5 triệu à. Giảm 5 hay 10 triệu đây. Đó. Giảm 5 triệu, con này giá là 142. Đời 2018 nhá. Odo 11.000 cây. À, hiện tại cũng giảm 5 triệu. Đó, ok. Lên cái bô. Đó, con này là động cơ hai máy, iPad trước sau, phụ ống lồng nha anh em nhé. Theo con này. Con này thì biển 17 nhá, 2018, đời 2018, giá là 136 triệu. Đó, hiện tại cũng đang giảm 6 triệu à. Đó, ok. Thì mấy cái chiếc xe này nếu mà anh em xem á, nó sẽ giảm giá theo từng tháng, từng năm luôn. Nên mình có thể là xem hôm nay giá này nhưng mà mai mốt có thể là giảm nữa ha. Ok. Mình sẽ lên dòng Z8, Z1000. Đó. Z8, Z1000 thì nay đừng giảm 10 triệu một chiếc em nhá. Đó. Ok. Z8, Z1000 thì cũng giảm giá rất mạnh. Đợt này thì giảm giá liên tục luôn ha. Thì giảm giá theo từng tháng luôn em ạ. Vì xe mới càng ra thì nó càng giảm thôi, không gì hết đó, ha. Ok, Z8 con này 2016 này. Đó, giá là 177 triệu. Đó, hiện tại giảm 10 triệu thì còn 100 khoảng 167 triệu thôi. Đó. Biển 71 nè. Odo con này đi 16.000 cây. Đó. Z8 nha. Ồ, siêu đẹp luôn. Nước sơn này em thấy không? Rất đẹp nha. ABS này ha. Đó. Máy móc này, còn lên ốp lốc máy này, lên chống đổ nha. Đó, máy là chống đổ, hai chìa zin. Đó. Ok. Đây cũng là Z8 luôn. Z8 thì con này 2016 luôn. Giá là 180 triệu thì giảm 10 triệu còn 170 triệu nhá. Đó. Đây là Z8. Con này thì 2016 nhá anh em nhá. 2016 biển 60. Odo là đi 18.000 cây. Giá là 177 triệu anh em nhá. 177 triệu. Hiện tại thì cũng đang giảm 10 triệu một 10 triệu thì còn 167 triệu nhá. 167 triệu. Đó. Con này có lên nền chiếu sáng, lên chống đổ này. Gương gù, đó, lên gương gù thôi. Và tiếp theo. Z1000 con này 2015. Đó, 2015. Đó, giá là 245 triệu, Odo là 12.000 cây, biển 61 anh em nhá. Biển 61. Hiện tại giảm 10 triệu chứ còn 235 triệu. Đó. Con này thì lên chống đổ này ha. Đó. Xe vẫn là xe zin, cắt đuôi thôi. Đó. Con này màu sơn rất là đẹp này, rất lạ ha. Con này như là chủ xe sơn lại. Đó. Đó. Sơn lại cái dàn ngoài này ha. Đó. Rất đẹp. Rồi, tiếp theo cũng là Z1000, con này 2015. Giá là 229, giờ giảm 10 triệu chỉ còn 119 triệu anh em nhá. Đấy. Con này có lên cái bộ AK và phun dàn ốc titan. Đó, phun dàn ốc titan luôn ha. Đó. Con này thì có lên cái trợ lực tay lái. Trợ lực tay lái thôi. Đó. Ok, lên chống đổ. Và chín vậy thôi anh em ạ. Đó. Rồi, tiếp theo. Con Z1000. Con này đời mấy đây? 2015 anh em nhé. Giá là 159 triệu. Odo là đi 56.000 cây. Biển 673 nhé. Biển 73. 159 giảm 10 triệu có 149 triệu thôi, đời 2015. Đấy, 2015 anh em nhé. Con này có lên chống đổ, đèn trở sáng này. Đó, lên tay thắng tay côn CRG. Và đây là ốp carbon. Đấy. Rồi, lên trợ lực tay lái. Đó. Đó, thì vừa rồi mình mới cập nhật về giá mấy cái dòng phân khối lớn và mấy con mà giảm giá cho anh em. Ha. Rồi, ok. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình hãy cho mình một nút đăng ký kênh nhé. Và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video của mình. Khi nào xe mới về hoặc giảm giá mình sẽ cập nhật báo giá cho anh em. Mình sẽ đọc lại địa chỉ nhé. Địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương. Số điện thoại là 0976 741725. Thì cửa hàng có nhận giao lưu và trao đổi tất cả dòng xe. Anh em nào muốn lên xe trao đổi xe thì cứ tới cửa hàng hoặc là gọi trực tiếp vào số điện thoại ha.
Rồi, hiện tại cửa hàng có nhận hỗ trợ trả góp, nếu anh em mình chưa đủ tiền thì có ngân hàng hỗ trợ trả góp cho anh em ha. Thì anh em mua xe đều được bảo hành và tặng nhớt khi anh em mua xe ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em ha.